Các bạn ơi, các bạn có biết đây là con gì không nhỉ? Đố các bạn biết đấy. Mình sẽ đếm đến 1, 2, 3 để các bạn trả lời nhé. 1, 2, 3. Đây là một con đà điểu đấy các bạn ạ. Wow, nhìn xem. Nó đi trụi lông này. Đó, đằng xa xa kia có một đôi đà điểu khác kìa các bạn kìa. Các bạn nhìn thấy không? Ôi, con đà điểu kìa. Nó bị trụi hết lông rồi. À, bố con cú thóc đang đi xem đà điểu đấy các bạn ạ. Nó là một con chim khổng lồ đúng không các bạn? Mình cùng đi xem các con vật khác nhé. Nhanh lên cú thóc ơi, nhanh lên nhanh lên. Thế nào mình vào xem con khỉ đi. Các bạn có biết đây con gì không ạ? Đố các bạn biết đây con gì ạ? Đây là con khỉ đấy. Đây là con khỉ con các bạn này. Trông nó đáng yêu chưa? Đã đi tiếp thôi. Cú thóc ơi, mình sẽ vào xem con hổ đi. Wow, con hổ đáng sợ chưa các bạn ơi? Các bạn có biết con này luôn ăn thịt không? Sợ lắm nhé. Con này sẽ ăn thịt trẻ con đấy các bạn ạ. Sợ lắm. Nó chuyên đi ăn thịt những đứa trẻ hư. À, đứa trẻ không nghe lời đấy. Nên là các bạn phải nghe lời và ngoan đó nhá. Con hổ ăn thịt đấy. Sợ lắm. Mình cũng đi sang xem con gấu đi. Đây con gấu đấy các bạn ơi. Con gấu đen xì nhá. Gấu này rất là ghê gớm. Các bạn đã xem con gấu ghê gớm chưa? Sợ lắm. Wow. Nào, mình cũng đi xem tiếp nhé các bạn nhá. Mình sẽ cùng xem con vật tiếp theo là con gì đây nào. Wow, hình như là con sư tử, sư tử phải đâu nhỉ? Sư tử. Sư tử đâu rồi? Đây là một cái chuồng sư tử này các bạn này. Sư tử ở đâu nhỉ? Gọi sư tử đi. Nó đâu nhá? À, nó đây rồi các bạn ạ. Nó đang nằm vắt vẻo trên cao đây này. Wow, một con sư tử. Như đây là một con sư tử mẹ thì phải. Nó đang nằm nghỉ ngơi trên này. Các bạn nhìn rõ không? Wow, con sư tử này các bạn ơi, sợ chưa? Con sư tử này cũng giống con hổ đấy. Nó cũng sẽ ăn thịt những đứa trẻ không nghe lời đấy các bạn ạ. Bạn phải nghe lời đấy nhá, biết chưa? Gấu. Mình đi sang xem con gấu nào. À, đây có một con gấu khác này các bạn này. Đây có một con gấu đang nằm nghỉ ngơi, hình như đang trốn đi phải. Ý, con gấu này cũng khá là ghê gớm đấy. Nó giống như một con gấu ghê gớm ý, các bạn biết chưa? Nhớ phải nghe lời, không là gấu ghê gớm cũng bắt nạt các bạn đấy nhá. Phải nghe lời cha mẹ này. Ngoan ngoãn học tập này, biết chưa? Đây, trong kia có con gấu. Nó như đang bò ra ngoài. Đó. Gấu này đáng sợ lắm. Nó phải nằm trong sau cái rào sắt. Không thì nó sẽ ra ăn thịt các bạn đấy. Gấu này là một thú dữ. Đó. Các bạn nhớ là không được đến gần thú dữ được các bạn nhé. Đó, anh Cú Thóc đang của chúng tôi đang đi giới thiệu các bạn đến các cái chuồng của thổ vùng chuồng thú đấy các bạn ạ. À, mình cũng đi xem con gì tiếp theo nhé. À, đi xem con voi đi. Con voi ở trên này này. Ôi, voi. Đó, con voi đấy các bạn ạ. Con voi thì có cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Ô, con voi có cái roi rất là dài. Đó, nó sử dụng để làm gì các bạn? Nó sẽ uống nước này. Nó sử dụng để phun nước này các bạn này. Voi của nó dài chưa các bạn ơi? Các bạn đã nghe chuyện voi chưa? Hay là hát bài con voi chưa? Chú voi con ở bản đôn, chưa có nhà nên con trẻ con từ rừng già chú đến với người, rất ham ăn với lại ham chơi. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn lên có đôi ngà to, có sức đi muôn ngàn dặm xa, kéo gỗ to muôn ngàn buôn làng của ta. Các bạn hãy hát theo cú thóc được không các bạn ơi? Các bạn đã biết rồi nhỉ? Đây là một con voi khá là già to. Wow, đây như một con voi mẹ các bạn ạ. Voi của nó khá là dài nhá. Đó, đằng kia xa xa lại có một con voi khác kìa các bạn kìa. Yeah.
hai con voi liền. Hai con voi. Voi này cũng khá là hiền lành, nhưng tuy nhiên các bạn không được trêu voi đâu các bạn nhé. Nó cũng sẽ bắt nạt các bạn đấy. Nhớ phải ngoan, không thì là trêu nó sẽ cắn các bạn ạ. Voi của nó sẽ quấn các bạn đấy, sợ lắm. Mình cùng đi xem con khác các bạn nhé. Tạm biệt voi. Wow, đây có một con hổ khác này các bạn này. Chúng ta lại xem con hổ này đang làm gì đây. Wow, nó đang trêu các bạn kìa. Nằm ngửa ra ngoài. Ồ, dạ. Nó đang trêu các bạn đấy. Nó muốn các bạn phải hoan hô nó, vỗ tay nó đấy. Các bạn nhớ cổ vũ nó nhá. Con hổ ơi, con hổ. Ôi, con hổ này rất là kêu các bạn ạ. Gọi không thưa luôn. Tạm biệt bán hổ nhá, mình cũng đi xem con vật khác. Còn tiếp theo sẽ là con gì nào? À, mình sẽ đến chuồng hà mã các bạn ạ. Wow, ùa, những con hà mã khổng lồ các bạn ạ. À, các chú hà mã này đang làm gì đây? Ô, các chú hà mã này đang tắm các bạn ạ. Này, gọi đi các bạn ơi, hà mã ơi. Chú hà mã ơi. À, dường như hà mã không thưa các bạn ạ. Hai chú hà mã. Ủa, to lắm các bạn ạ. To chưa? Ý, to quá. Hình như là hà mã đang nghỉ ngơi. Giờ này cũng đang trưa rồi. Chắc là hà mã đang nghỉ ngơi đấy. Vậy mình để hà mã nghỉ ngơi nhé. Sau đó thì mình sẽ đi con xem con vật tiếp theo là con vật gì. Được không các bạn? Nào, đây sang chuồng tiếp theo chúng ta sẽ được con vật gì đây? À, là các chú ngựa. Các bạn ơi, đây là các chú ngựa các bạn ạ. Các chú ngựa này như đang được các bạn trẻ đang cho ăn cỏ đấy các bạn ạ. Nào, cùng mình cùng đi xem chú ngựa ăn cỏ nhá. À, đây là một chú ngựa vằn này. Đây này, nhìn các bạn nhìn này. À, chú ngựa thích ăn cà rốt à? Tại sao ngựa này thích ăn cà rốt các bạn nhỉ? Tại vì nó cũng là một củ quả. Những thường thì ngựa thích ăn củ quả các bạn ạ. Ngựa rất đáng yêu, rất là hiền lành các bạn nhé. Nhưng mà cũng phải nên né tránh ngựa, không là ngựa sẽ đánh các bạn đấy. Đến giờ là nghỉ ngơi của cú thóc rồi các bạn ạ. Các bạn đã uống sữa chưa? Chào các bạn đi nào. Xin chào các bạn đi. Rất đang chào các bạn đấy. Các bạn nhớ phải nghỉ ngơi ăn uống đúng giờ nhá. Giống như cú thóc này. Nào, chúng ta đi xem con ngựa tiếp theo này. Ồ, như là có bạn Thiếu Nhi đang cho ăn ngựa ăn kìa các bạn kìa. Wow, xa quá. Đây là một chú nai ở trong chuồng ngựa. Như là chú ngựa và chú nai là bạn với nhau đấy. Con hiêu mà, đây là con hiêu mà. À, chú nai này đang vẫy tai này. Chắc là ngứa tai do lâu ngày không được cắm tắm gội rồi. À, đến gần đây, Nai ơi, bạn Nai ơi, đến gần đây nào. Bạn Nai ơi, đến gần đây. À, bạn Nai này nhưng cũng đang đi tìm thức ăn thì phải. À, cũng ăn cà rốt này các bạn này. Bạn Nai hình như đang chờ đón một bạn nào đến cho ăn đây rồi. Có cà rốt để ăn rồi. Thật là tuyệt vời, thật là ngon. À, ngon quá các bạn ạ. Các bạn đã nghe chuyện về Nai chưa? Nếu các bạn chưa nghe chuyện đến nay thì hãy nhờ ba mẹ của mình kể lại chuyện các bạn nai cho mình nghe nhé. Rất là nhiều chuyện liên quan đến chú nai rất là hay. À, đây rất là nhiều bạn trẻ thích chơi với chú nai này. Cảm ơn các bạn trẻ nhá. Cảm ơn các bạn trẻ đã cho nai ăn. Rất là ngon các bạn ạ. Mình sẽ đi xem các con vật tiếp theo là con vật gì các bạn nhé. Tạm biệt chú nai đi các bạn ơi. Tạm biệt bạn nai nhá. À, mình được đi sang chuồng cừu các bạn ơi. Đây là các chú cừu đang ăn cỏ này các bạn này. Ô, đây là hiêu. Các bạn ơi, đây là chú hiêu. Đây là rất là nhiều chú hiêu này. Ô, bầy hiêu rất là nhiều. Hiêu thì thường sống trong bầy đàn các bạn ạ. Rất là nhiều nhá. À, đằng xa xa kia các bạn nhìn thấy chú dê không? Có cả chú cừu nữa. Đây, các chú nêu này, các chú nêu này đang nghỉ trưa các bạn ạ. Các chú nêu này đang nghỉ ngơi rồi, từ trưa rồi. Thì cô thóc cũng phải đi nghỉ ngơi đây các bạn ạ. Cô thóc cũng sẽ tạm biệt các chú nêu này để đi nghỉ ngơi nhá. Các bạn ơi, tạm biệt chú nêu đi nào. Tạm biệt nêu nhá.
À, đây có một chú hươu cao cổ này. Mình sẽ chào tạm biệt cả chú hươu cao cổ này nữa. Để mình sẽ đi ăn cơm trưa. Mình nghỉ ngơi, nghỉ vào buổi trưa. Đúng không ạ? Mình sẽ ngơi lấy ba mẹ nghỉ vào buổi trưa. Sau đó đi thức dậy buổi chiều. Được không các bạn? Vậy các bạn hãy chào tạm biệt cu thóc nào. Hãy chào tạm biệt chú hươu được không ạ? Xin chào các bạn nhé. Tạm biệt. Xin chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nhớ theo dõi gia đình cu thóc nhé, để có nhiều video ý nghĩa hơn. Tạm biệt các bạn ạ.